Oh, that's why. Why you wear my glove? What you doing? Dành mang lốc của má mì, trong khi lốc của nó không chịu mang, má mì phải mang lốc của nó. Tuyết dày. Ai trời ơi, tuyết dày quá, bão tuyết đã tới rồi đó, bão tuyết đó quý vị. Gió rồi, cho gió thổi ghê quá. Bão tuyết từ trên mái nhà thổi xuống cho nên thành dày giống như là 12 tiếng. Giờ phải quay gì nè, trong chân của mình nè đó, lúng 12 tiếng. Gió thổi xuống mái nhà nè, ghê quá. Trên mặt đường thì không tới nổi dày lắm. Đó. Bão tuyết. Thổi mịt mù luôn. Đó, nó thổi về mấy nhà rồi đó. Mặt đường đông đá luôn rồi nè. Đông đá vậy là chạy xe rất là nguy hiểm. Trơn trượt. Oh my god. Trơn rồi trơn. Đó, cái máy giấu xe nó chạy. Oh my god, very slippery. I see on the road. Oh my god. Frozen now. Mình đi giữa đường luôn, đi cái lằn bánh xe là trơn á, đóng băng rồi đó. Ừ. Bão tuyết dữ dội quá. Snow. Thấy chưa, tuyết khắp nơi. Tuyết vậy là nhiều mà dày á. Bình thường ở chỗ mình tuyết không có nhiều vậy. Bão tuyết giữa mùa xuân bất ngờ ập tới. Malcolm Center, Learning Center. See? Everywhere. Snow. Maybe on the road, nó đóng băng luôn rồi. Đó, ai gì, ai, everywhere. Xe chạy ở ngoài đường lớn rồi. Đó.
bộ ra. Hơi nó có đóng băng rồi đó, không có trơn đó, slippery, không có trơn. Dài mình có đứt đó, chưa đi an toàn, dài để đi tuyết. Đóng cửa hết. Xe thì chạy thì có tin gì là nhanh. Tuyết nhăn lên dơ dơ. Tiệm bánh
cà phê. Chờ mở cửa. Chăm chỉ chưa? Mở cửa không có khác không nhưng mà cũng mở cửa. Đây là tiệm cà phê. Mở cửa. Tiệm nail của trong shop của người Việt Nam mình vẫn mở cửa.
gió thời tiết thì trong nó nhà nó thổi xuống. Quay bảo tiết cho quý vị coi nó ra sao.